Vâng, xin chào tất cả bạn thân mến. Ở video này, cô Thơm sẽ hướng dẫn cho các bạn để làm sao khi chúng ta đứng một lớp, các bạn phụ trách một lớp hoặc là các bạn sau này các bạn sẽ làm chuyên gia đào tạo trong một cái lĩnh vực nào đó, các bạn vận hành một nhóm thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì các bạn sẽ tạo ra nhóm Facebook và Zalo các bạn nhé. Ví dụ như là khóa học về video chuyên sâu, cô Thơm sẽ làm mẫu một cái để các bạn tùy vào các cái khóa mà các chúng ta sẽ làm được chưa? Rồi, ví dụ như là chúng ta sẽ cần tạo trong nhóm Zalo và các bạn cần đăng cái thông tin đó và làm một cái video chào mừng, rồi là tạo poster khai giảng thông báo, và chúng ta khi mà chúng ta tạo nhóm xong và các bạn sẽ truyền thông dần dần, cứ một tuần chúng ta khai giảng một khóa được chưa? Và cách tạo nhóm như nào, cách cài đặt như nào thì chúng ta hãy cùng xem video nhé. Rồi, bước 1 chúng ta sẽ vào dấu cộng này, các bạn sẽ bấm vào tạo nhóm, sau đó thì chúng ta sẽ chọn ví dụ như khoảng đó, ví dụ như bạn Hồng Ánh nhé, Hồng Ánh sẽ đứng khóa 8 được chưa? Hồng Ánh đang chuyển giao nên là các bạn sẽ cùng, rồi Hồng Ánh này, rồi cài đặt thầy Võ Thành Long nữa này, rồi ok, đó, các bạn sẽ bấm vào mũi tên. Sau đó thì các bạn sẽ cần đặt tên cho nhóm của mình. Đó, các bạn sẽ bấm vào phần ở đây này, đặt tên, bấm vào chỉnh sửa này. Để chạy các bạn đặt tên thì các bạn có thể đó là chuẩn bị một cái tên nào đó trước. Đó, ví dụ như ở đây, ví dụ như các bạn sẽ cùng lấy một cái giống nhau như này. Để chạy, đó, các bạn chỉ cần thay K7, K8 thôi. Rồi, và chúng ta sẽ dán vào cái phần đặt tên, được chạy. Đó, K7 đây được chưa? Rồi các bạn bấm lưu. Sau đó các bạn thay ảnh đại diện, các bạn chọn ảnh từ điện thoại và chúng ta nhóm video thì các bạn sẽ đồng thời đó là ảnh này nhé. Đó, ảnh này lưu. Rồi xong. Rồi ok, thế là xong về phần tạo nhóm. Tiếp theo đó là về phần cài đặt, các bạn có thể đó là thêm mô tả nhóm. Ví dụ như là khóa học của chúng ta sẽ khai giảng vào thời gian là bao nhiêu, được chưa? Đó, khai giảng như nào, thời gian như nào, các bạn có thể thêm ở đây. Đó, rồi ok, và chúng ta sẽ trở về. Tiếp theo các bạn sẽ cài đặt một số những cái thông tin quan trọng đây này. Ví dụ như các bạn sẽ bấm vào cài đặt nhóm, quản lý thành viên, duyệt thành viên. Cái này chúng ta sẽ cần phải duyệt thành viên, các bạn mở lên, được chưa? Các bạn có thể đặt câu hỏi, ví dụ như cái khóa này là cái khóa về đóng phí, thì các bạn có thể đó là bạn đã có cái câu hỏi gì các bạn tự đặt nhé. Bạn đã chuyển khoản 199k để học chưa, vân vân, được chưa? Hay hoặc là các bạn những khóa miễn phí thì các bạn có một cái câu hỏi, bạn có quyết tâm chinh phục 21 livestream vượt lên chính mình không? Đó, tùy các bạn đặt nhé. Đó, ok, để khi mà có người vào chúng ta biết, chúng ta duyệt và họ ngay từ bước đầu vào nhóm họ đã có một cái tâm thái đó là sẵn sàng học, được chưa? Rồi, quyền chỉnh sửa thông tin nhóm thì các bạn sẽ chuyển đổi từ tất cả mọi người sang chỉ có trưởng và phó nhóm thôi nhé các bạn nhé. Để cho đỡ khỏi rối và lung tung, nhóm của chúng ta không phải là nhóm rác, được chưa? Quyền tạo ghi chú và nhắc hẹn các bạn cũng cài đặt chỉ trưởng và phó nhóm. Quyền tạo bình chọn thì các bạn sẽ cho tất cả mọi người, được chưa? Cho tất cả mọi người để khi mà chúng ta tạo ra bình chọn thì ai cũng có thể bình chọn được. Rồi, quyền ghim tin nhắn thì chúng ta hãy cũng chỉnh sửa trưởng nhóm và phó nhóm. Rồi, ok, và chúng ta đã cài đặt xong rồi. Các bạn sẽ bấm vào mũi tên trở về. Và các bạn, đây là cái link nhóm này. Các bạn sẽ copy link để nhóm để có thể là truyền thông. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cài đặt admin này. Các bạn xem thành viên, đúng không ạ? Có 3 thành viên. Thì các bạn bấm vào thầy Long, các bạn bổ nhiệm làm phó nhóm nhé. Được chưa ạ? Rồi, ví dụ Hồ Hồng Ánh cũng bổ nhiệm làm phó nhóm, hoặc là bản thân các bạn tạo nhóm thì tạo nhóm cô Thơm và thầy Võ Thành Long, sau đó thì cài đặt luôn là phó nhóm, được chưa ạ? Rồi ok, vậy là chúng ta đã tạo xong cái nhóm có tên đó là khóa K7, được chưa ạ? Học video chuyên sâu và tạo kênh YouTube đẹp lung linh. Khi mà tạo nhóm và cài đặt xong rồi thì các bạn hãy gửi, ví dụ như gửi cái thông tin này, gửi cái truyền thông này, gửi banner, rồi gửi cái video chào mừng đó. Và những sau đó chúng ta truyền thông, cứ khóa này học chúng ta lại gối tạo luôn cái khóa nối tiếp, ví dụ K7, K8, đúng chưa? Khóa này khai giảng bắt đầu gửi bài tập, là chúng ta phải tạo nhóm để khai giảng khóa mới sau. Để khi mà chúng ta truyền thông, để hàng tuần chúng ta sẽ khai giảng các bạn nhé.
Rồi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.